Vâng, Tiến Bim Bim này, xin chào các bác. Chị hôm nay hàng này về tiếp thì có một đôi loa của hãng. Chào các bác bên hãng này nhỉ. Toa loa của Nhật xịn. Bát 40 là rất nhỏ gọn, loa chuyên về lời các bác. Bát 40 các bác nha. Loa bát 40. Ngoài vỏ bọc da cực đẹp. Đây các bác. Đó, model là SL150. Mày ra ban. Nó có toa coi nha, hãng toa. Đấy. Đây con tem của Nhật. Để lâu bằng màu. Và đây cho tôi tháo trong luôn cho bác xem thực tế luôn. Loa này là một bát 40 từ 12 các nha. Đó, những loa Nhật và những cái loa Mỹ không bao giờ làm từ to như loa Trung Quốc. Đó. Từ 12. Rồi các bác. Và chép nó là dùng chép còi thích anh nhé. Chép còi của thích anh. Đó các bác. Chép còi của thích anh. Bên loa này rất nhẹ, nó rơi tầm độ gần 20 cân một cái thôi các bác. Bát 40. Thế nhìn loa Nhật nó vẫn thích xương 7 màu. Đây các bác. Mặt loa trên này. Toa. Gân nó thì có hai múi các bác nha. Đó, bát cực hay luôn. Mềm lắm. Màng giấy. Đó. Nhìn loa Nhật nó sướng rồi. Ở đây cọc vít ở đây. Còn nhựa hết. Đặt cho chắn các bác. Nếu bác nào thích làm loa lời loa này thì liên hệ với cả Tiến Bimbi. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Thì đang là 0948 388 448. Loa giá rất hợp lý các bác nhé. Không cao đâu các bác. Loa rất hợp lý luôn. Loa này của nó là 8 triệu rưỡi. Loa xịn của Nhật. Toa bát 40. Nếu các bác alo loa này thì thôi rồi luôn. Không phải nghĩ luôn. Đó. Những cái loa này của nó alo thì chấm hết. Không có thể bàn được các bác. Mà giá thành cực hợp lý luôn. Bát 40 mà giá 8 triệu rưỡi. Nó chỉ bằng một đôi loa tàu đó. Các bác yên tâm một điều là loa thì cực chất luôn, đẹp, mức độ xuất sắc luôn. Các bác nhìn gần nó này, lời cực bay các bác nhé, nghe thấy hay lắm. Chứ vì mình chưa thử, chưa test đâu, mình mấy bạn nó vội hàng vẫn về, bây giờ vội lắm chưa test được, rất mềm. 8 triệu rưỡi các bác nhé, loa toa bát 40, một tép còi thạch anh. Nếu các bác nào mà hỗ trợ lời thì cực kỳ luôn. Loa này của nó là đây, tôi xem bao nhiêu watt đây. Hai trăm bốn mươi watt các bác. Loa này là 240 watt nhé. 240 watt. Đó, bác nào lấy thì nhanh tay điện cho Tiến Bimbi, tại vì cái loa này nó không có nhiều, nó có một đôi thôi. Đó, và BAL đây. Về tiếp tục về. Vâng, nếu bác nào lấy thì là sẽ liên hệ với Tiến Bimbi theo số điện thoại trên đấy. Vâng, còn bây giờ xin chào các bác.